Dạ vâng, em xin được kính chào toàn thể các bác, cô chú, anh chị yêu hoa lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay cuối tuần thì em có dịp lên video chia sẻ tới các bác những cái giò lan rừng thuần tại Lai Châu. Xin được trân trọng kính mời cô chú, bác, anh chị vào theo dõi video và mua lan ủng hộ nhà em nhé. Ở trên tay em cầm là một cái giò lan đen dâu. Gọi là đen dâu gì chú? Năm cánh trắng hồng nhung. Đây là mặt hoa các bác nhé. Đấy, mã số 1, 300.000 đồng. Thế á, một năm nó ra mấy lần hoa liền các bạn. Đây là mặt hoa này, mời các bác ngắm này. Năm cánh trắng họng nhung, hoa rất là đẹp các bác nhé. Chậu này được thuần ở trên một chậu nhựa, nguyên một khóm luôn. Đang lên rất là nhiều mầm gốc, các bác có thể quan sát thấy này. Đấy, mầm gốc đang lên rất là nhiều nhá. Mã số 1 có giá là 300.000 đồng. Mã số 2 cũng có giá là 300.000 đồng các bác nhé. Mã số 2 300.000 đồng. Đấy, cũng đang rất lên rất là nhiều mầm gốc luôn. Mầm gốc lên nhiều luôn các bác nhé. Đây này, chít chít luôn này. 300.000 đồng cho mã số 2. Nó không có đây hỗ trợ cháu à? Mã số 3 có giá là 320.000 đồng. Là vẫn là đen rô 5 cánh trắng họng nhung các bác nhé. Mã số 3. Cái giò này toàn thân mập thôi các bác ạ. Cũng đang rất là nhiều mầm gốc luôn ạ. Thuần bởi nguyên một rè luôn. Mã số 3 có giá là 320.000 đồng. Đấy, đẹp chưa các bác? Tiếp đi. Đây là kiểu vuông à? Đúng không? Tiếp theo mà các bác để nó một chậu kiều vuông các bác nhé, một chậu kiều vuông thân rất là mập như thế này, được thuần ở trên một chậu nhựa. Đấy, đã rất là thuần, hàng ngày em thì toàn bộ là hàng đã rất là thuần lâu rồi, nên là các bác cứ yên tâm nhé. 200.000 đồng cho mã số 5. Rẻ quá các bác ạ, có 200.000 đồng thôi. Bác nào chưa có kiều vuông thì chốt ngay mã này ủng hộ nhà em này. Thân của kiều rất là mập, các bác có thể nhìn ngón tay của em đây. Nó không là gì so với cái thân kiều này cả các bác nhé. 200.000 đồng cho mã số 5. Hoa lan kiều vuông rất là thuần rồi. Trồng gì? Mà các bác để nó một giò Đai Châu, mã số 6 có giá là 220.000 đồng. Đấy, rẻ thôi các bác ạ. Em bán rẻ rẻ phải chăng các bác ủng hộ nhà em nhé. 220.000 đồng. Cho mã số 6 ạ. Các bác có 3 cây. Các bác có 3 cây châu, đây là châu rừng các bác nhé. Thuần trên chậu nhựa, bên trong là sớm rồi, giữ ẩm rất là tốt. Mã số 6 220.000 đồng. Em có một cái chậu hương vani. Hương vani này mà là mặt hoa màu trắng luôn các bác nhé. Trắng tuyền, 500.000 đồng cho mã số 7 ạ. Đây là hàng hiếm các bác, ít khi có hương vani này. Mã số 7, 500.000 đồng. Nó ít thân thế nhỉ. Tiếp theo là một giò tam bảo sắc. Hàng nguyên một rề, mã số 8. Đây, cái mảnh hàng ngang. Các bác nhìn thấy không ạ? Mã số 8, hàng lá xếp rất là đẹp các bác nhé. Một mẹ mấy con đây? Chú chưa đếm à? 5 con. Một mẹ 5 con, hàng nguyên rề các bác nhé. Một mẹ 6 con. Đấy, hàng nguyên một rề như này. Một mẹ 6 con, bên này có một khóm lan gì lạ lạ nữa đây. Mã số 8 có giá là 350.000 đồng. Lá xếp bản lá cứng rất là đẹp các bác nhé. Tam bảo sắc, hàng nguyên rề, một mẹ 6 con. 350.000 đồng cho mã số 8 ạ. Nhà em để gửi hàng đúng mã trên video, các bác xem video có thể chụp màn hình nhé. Nhận hàng đúng mã các bác nhận giúp em. Tiếp theo mời các bác để đến một chậu đùi gà chớp. 450.000 đồng cho mã số 9 ạ. Đây, mặt hoa thì siêu đẹp luôn các bác nhé. Bác nào chưa biết mặt hoa có thể kết nối Zalo với em. Em gửi mặt hoa cho các bác nhé. Mã số 9, 450.000 đồng. Một chậu đùi gà trắng tuyền hàng rừng, mã số 10, 700.000 đồng. Thuần ở trên một cái bảng dớn rất là thuần các bác nhá. Đùi gà trắng tuyền luôn, hàng rừng các bác nhá, mã số 10. Có giá là 700.000 đồng. Anh ơi ra đi hộ em treo lên đi. Hộ lấy cái điện thoại em gì. Một chậu phi điệp lá mít Hòa Bình các bác nhá. Mã số 74. 750.000 đồng. Bản lá dày đây các bác nhá. Đây đang xuống lá phải không? Đây là gì? Đang xuống lá. Đang xuống lá chuẩn bị cho hoa. Hàng phi điệp mít Hòa Bình các bác nhá. Mã số 74, 750.000 đồng. Tuần trên chậu xứ. Nhãn 4L VIP đấy. Mời các bác để đến một chậu nhãn 4L các bác nhá. Hàng VIP luôn, mã số 11 có giá là 550.000 đồng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cặp lá. 8 cặp lá các bác nhá. Trừ một cái lá ở dưới. Mã số 11 có giá là 550.000 đồng. Nhận 4L hàng VIP, lá đẹp xếp các bác nhé.
tiên. Mời các bác đến ở một chậu cử bảo tiên mã số 12 có giá là 300.000 đồng. Đấy, các bác sưu tầm thêm cho nó phong phú vườn hoa lan nhà mình các bác nhá. Mã số 12 thì có giá là 300.000 đồng. Mời các bác đến một chậu hạc vĩ nhá, một giò hạc vĩ thuần trên bảng gỗ như này. Đây là hạc vĩ trắng các bác ạ, hạc vĩ trắng tuyền. Mã số 13 có giá là 350.000 đồng. Đây là mặt sau, thân hơi còi nhỉ, chưa có, đây có phân mà. Đấy, về các bác chăm giúp em nhé. Mã số 13, 350.000 đồng. Một chậu cử bảo tiên thuần ở trên chậu nhựa như này. Mã số 14, 480.000 đồng. Thân lá nó không được mướt lắm nhỉ. Hàng em nó là hàng hàng rừng thuần, nó không phải hàng công nghiệp, nó không được mướt, mượt xanh lớp đâu các bạn. Nó chỉ như này thôi. 480.000 đồng cho mã số 14 ạ. 15, châu trắng. Mã số 15, 480. Một chậu đai châu trắng 480.000 đồng. Mã số 15 các bác nhá. Đây là mã số 15. Các bác có hai cây châu đai châu trắng luôn. Đấy, bản lá to chưa các bác? À, đang có nụ các bác nhá. Đang có nụ rồi đấy ạ. 480.000 đồng cho mã số 15. Thử quay cho các bác xem kỹ tí đây. Thân lá đẹp mập luôn các bác nhá. Bản lá này khoảng mấy cm đây? 5-6 cm. Sơn thủy tiên họng đen. Tiếp theo mà các bác để nó một chậu sơn thủy tiên họng đen này. 400.000 đồng cho mã số 16 nhá. Đấy, thân rất là mập đẹp các bác, thuần trên một cái bảng giớn như này đã thuần rồi nhá. 400.000 đồng cho mã số 16. Sơn thủy tiên họng đen, hàng đột biến các bác nhá, không phải sơn thủy tiên họng bình thường đâu ạ. Rất là đẹp luôn. Hàng nguyên khóm, nguyên rề. Mã 16 400.000 đồng. Em qua mã tiếp theo là một cái giỏ hạc vĩ lá mít đang có 3 thân dài. 150.000 đồng cho mã số 17. Đấy, bản lá mít đây các bác nhá. Mã số 17 chỉ có giá là 150.000 đồng thôi. Hạc vĩ nó có rất nhiều loại các bác ạ. Hạc vĩ thiên cung rồi, hạc vĩ trắng, hạc vĩ hồng đây, hạc vĩ lá mít không biết là mặt hoa màu gì. Mã số 17, 150.000 đồng, các bác có 3 thân hoa dài này các bác nhá. 1 mét. Rất là dài. Đai châu đang nụ. Mời các bác để nó một chậu ở đây châu đang có nụ nhá, một cây duy nhất. 150.000 đồng cho mã số 4 ạ. Xem có mấy nụ. Ba nụ hay. Đang có nụ đấy, cứ bỏ hai nụ, hai ba nụ. Đây là nụ của nó à? Nụ bên trong. Cho tưởng là dễ chứ để nó đang nhú nụ. 1 2 em đang thấy có hai nụ rồi các bác. 150.000 đồng cho mã số 4 ạ. To chưa các bác? Đấy, rất là to luôn. Rất là mắc luôn cái chỗ này. Mời các bác đến với một giò đùi gà nguyên bản, đùi gà Lai Châu các bác nhá. Mặt hoa rất là đẹp. Ở hàng nguyên bản thì bây giờ cũng không có nhiều các bác. Mã số 18. 250.000 đồng. 250.000 đồng cho một giò đùi gà nguyên bản. Thuần nguyên bản ở trên khu gỗ này các bác nhá, cơ rừng về. 250.000 đồng cho mã số 18 các bác nhá. Hàng em chưa có bao gồm phí cước vận chuyển đâu các bác nhá. Bác nào lấy nhiều thì có thể em hỗ trợ một phần phí cước ạ. Mã số 18 250.000 đồng đùi gà tròn nguyên bản. Mời các bác đến một giò quế trắng tháng 8. 3 cây, 4 cây. 350.000 đồng cho mã số 19 các bác nhá. Đây, quế, bác nào chưa có quế các bác sưu tầm vài giò quế ủng hộ nhà em này. Một giò quế như thế này chỉ có giá là 350.000 đồng thôi, cho mã số 19. Quế trắng tháng 8 các bác nhá. Thuần thế khá là đẹp như này ở trên một khúc gỗ. Thì được chủng tháng 8 đằng sau. À, tươi. Đúng rồi. Lai Châu trên em này có đông trùng của Huy Cương nổi tiếng, các bác biết rồi, bác ở trên Google cũng thấy luôn. Đây là một hộp đông trùng tươi các bác nhá. Cái đông trùng này thì có rất là nhiều công dụng, các bác sử dụng để tẩm bổ. Từ ngày Covid là em có nhiều cách lấy cái này, họ có nhiều em lấy rất là nhiều. Hàng đúng có hàng khô đây. Không có. Hàng tươi và hàng khô bây giờ thì nó so với cái hồi Covid thì nó rất là rẻ các bác ạ. Hồi Covid thì nó đắt, bây giờ rẻ gần như rẻ một nửa so với ngày trước ấy. Thì bác nào có nhu cầu tẩm bổ cái đông trùng này, các bác có thể là ngâm mật ong này, hoặc là các bác ngâm rượu. Đấy, hoặc là các bác xào nấu thức ăn hàng ngày các bác cho vào cũng được. Nấu mì cho vào ngon các bạn. Ăn rất là tốt luôn, đặc biệt là bổ phổi ấy.
công dụng của đông trùng hạ thảo này là có rất là nhiều công dụng. Các bác có thể search Google cho em. Một cái hộp tươi như này bây giờ chỉ có mấy chục nghìn thôi các bạn. Rất là rẻ các bác nhá. Không biết chú Hưng bán bao nhiêu nhưng hòa. Ông lấy đây không báo giá. Tiếp theo em chia sẻ với các bác một cái đặc sản trên em, đó là nụ hoa tam thất nhá. Ở trên em phải có tam thất của dân trồng. Đấy, thỉnh thoảng lại có cả tam thất rừng các bạn, củ tam thất rừng, tam thất bắc rồi tam thất rừng, tam thất hoang. Ở đây là nụ hoa tam thất này, hàng loại một đẹp, nụ nhí siêu nhí các bác nhá. Các bạn bắt thêm một cân này ạ. Triệu 2 một cân. Triệu 2 một cân. Chúng ta sẽ bán giúp chú Vương, chú bán triệu 2 một cân này các bác nhá. Đây là túi này là được nửa cân. Uống cái này thì các bác nửa cân này được dùng nó rất là mấy tháng liền các bạn. Thay vì các bác uống chè thì thoảng các bác đổi các bác uống cái này. Tác dụng của nó là thanh nhiệt, giải độc, mát gan. Và các bác sẽ ăn ngon, ngủ ngon. Cái vị của nó là hơi đắng xong còn ngọt hậu. Uống rất là ngon các bác nhá. Nụ hoa tam thất hàng nụ nhí luôn này. Mật ong. Chai này chưa được 1 lít đâu. Mật ong rừng các bác nhá. Mật ong rừng trên em. Bác nào lấy thì là em lọc tổ mới thôi, chứ còn cái này là chai cũ rồi. Mật ong này thì mật ong rừng nhá. Bác nào cũng như có ăn mật ong rừng thì alo cho em nhá. Em báo giá cho các bác. Mật ong thì bao chuẩn rừng, bao ngon luôn. Giờ Tết các bác ăn mỡ gà. Mã số 20. Một giọt kiều mỡ gà các bác nhá. Mã số 20 có giá là 500.000 đồng. Bác nào đang sưu tầm bộ sưu tập kiều, kiều trắng, kiều tím, kiều hồng, rồi kiều vuông đấy, mà chưa có kiều mỡ gà, các bác sưu tầm thêm ủng hộ nhà em nhá. Cái giỏ kiều này thì được thuần bởi rất là nhiều khóm luôn, rất là nhiều dề luôn, ở trên một cái bảng dớn như thế này. Đấy, nó sẽ giữ ẩm rất là tốt cho các bác này. Nhà mã này là mã số 20, chia sẻ với các bác với giá là 500.000 đồng các bác nhá. 500.000 đồng thêm một giỏ kiều mỡ gà. Hoa của nó là rất là đẹp, các bác có thể search Google để ngắm mặt hoa, hoặc là alo cho em, kết nối Zalo gửi mặt hoa cho các bác nhé. Số điện thoại Zalo của em là 0836073218 ạ. Tiếp theo thì em mời các bác đến với một giò hoàng thảo vôi. 2, 4, 6, 70 cm. Bảng lớn của nó chiều dài khoảng 70 cm các bác nhé. Hoàng thảo vôi, vôi bắc rất là nhiều thân, thân khá là mập ạ. Mã số 21 có giá là 550.000 đồng. Mã 21 ạ, 550.000 đồng. Cần gì đây đẹp hết. Một giò đẹp hết. Mời các bác đến với một giò kiều tím miền Trung các bác nhá. Kiều tím miền Trung này, bác tiền toàn này dùng 750.000 đồng cho mã số 22. Quá đẹp luôn các bạn. Đây, kiều tím, chuẩn kiều tím miền Trung cho các bác luôn nhá. Thuần ở trên khúc gỗ như thế này. Đây là mặt sau. Lũa. Vâng, gỗ lũa đấy, rất là thuần rồi. 750.000 đồng cho mã số 22. Hơi nặng một tí, nhưng mà gió đẹp thật. Kiều siêu tím. Tiếp theo là một chậu kiều siêu tím các bác nhá. Một chậu kiều siêu tím mã số 23. Chia sẻ với các bác với giá là 150.000 đồng. Đấy, 150.000 đồng một gỗ vào trong một cái chậu nhựa như này các bác nhá. 150.000 đồng cho mã số 23. Vĩ Thiên Cung. Ui, thân nhiều thế, nhưng mà sao nó đang vàng lá nhỉ? Ui, nó xung lá. Mã số 27 có giá là 220.000 đồng. Đây là hạc Vĩ Thiên Cung các bác nhá. Đang có cả kia nhưng mà nó lá của nó hơi vàng, đang xuống lá. Mã số 27 có giá là 220.000 đồng. Đây, nhiều thân chưa các bác, này ra hoa sẽ nở đẹp này, nhiều này. Đây mặt sau các bác nhá. Đây mặt sau. Có được không? Đây nằm video nữa. Mã số 28 có giá là 400.000 đồng. Ở đây là tam bảo sắc, hàng là chuẩn Lai Châu, rất là thơm bác nhá. 400.000 đồng cho mã số 28 là rất là to luôn. Ôi nặng thế. Văn Đa Uyên Ương. Một giò Văn Đa Uyên Ương các bác ạ. Các nào chưa có bác sưu tầm này. Thằng dày trên em thì nó phong phú lắm. Bây giờ thì nó cũng rẻ các bác ạ. Mã số 26 có giá là 220.000 đồng. Đấy, các bác có một giò Văn Đa Uyên Ương với rất là nhiều thân như thế này nhá. Thuần ở trên một cái chậu bằng lớn như này. 220.000 đồng cho mã số 26 ạ. Hạc Vĩ Lai Châu. Mời các bác đến với một giò hạc Vĩ Lai Châu nhá. Hạc Vĩ Lai Châu này 220.000 đồng cho mã số. Đây là 29 thì 24 đây.
29 các bác nhá. Số 29 này. Một hạt vĩ thân rất là dài, nhiều thân. Đấy, bản lá đẹp cho các bác luôn. Thuần trên một cái khúc gỗ. Mã số 29 có giá là 220.000 đồng. Rẻ các bạn. Thằng này khoảng 1-2 năm trước thì không có giá này đâu. Bây giờ rẻ quá, các bác sưu tầm ủng hộ nhà em nhá. 220.000 đồng cho mã số 29 ạ. Tiếp theo là một giò tam bảo sắc. Đúng. Mã số 30 quế. Quế giống. Nó nhỏ nhỉ? Nhiều cây. Nó nhiều cây. Đây là quế giống các bác làm giống này. Mà các bác để với một giò quế nhá. Mã số 30 có giá là 450.000 đồng. Đấy. Chắc phải tạm dừng các con đâu. Mã số 30 có giá là 450.000 đồng nhá. Các bác có mua rất là nhiều cây quế giống như thế này, thuần ở trên một cái chậu nhựa. Về các bác có thể tách ra sang chậu khác và để nguyên này cũng được nhá. Rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một giò tam bảo sắc này, 250.000 đồng cho mã số 31 ạ. Mã số 31 có giá là 250.000 đồng. Bác nào mà chưa có tam bảo sắc các bác sưu tầm này, bởi vì hoa của nó rất là thơm các bác nhá. Hoa của nó cực kỳ thơm luôn. Giò này thì các bác chơi không chỉ chơi hoa mà các bác chơi cả lá, chơi cả thân rễ luôn này. Nó ra rễ gió nó bung xuống rất là đẹp nhá. Chỉ có 250.000 đồng thôi cho mã số 31 ạ. Đưa đây cho bên này. Đưa chú. Rồi, khủng thế. Một giò từ gà siêu khủng các bác nha. 500.000 đồng cho mã số 32. Úi giời, to chưa? Bác, các bác nào không gian rộng các bác chơi hẳn giò to này cho đã này. Mặt hoa nở vào dịp Tết các bác. Tăng lên thân tháng 3, tháng 4 mua lắm, vào miền Nam mới nở Tết. Miền Nam mới nở vào dịp Tết được. Còn không thì phải qua Tết miền Bắc các bạn. 500.000 đồng cho mã số 32. Tam bảo sắc mã số 33. Thuần ở trên một khúc gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh như này. Gỗ lũa các bạn, đây mặt sau. Em thấy cái gỗ lũa này cũng đẹp này. 220.000 đồng cho mã số 33. Đấy, dáng hương tam bảo sắc các bác nhá. Rẻ ạ, 400.000 đồng cho mã số 25. Các bác có một chậu long tu đá xịn hồ các bác nhá. Long tu đá xịn hồ. Thôi thôi, anh đừng có ngáp ở trước mặt em nữa. Bắt đầu. Mã số 25 có giá là 400.000 đồng. Long tu đá xịn hồ này cũng kết thúc video của nhà em ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả các bác, cô chú, anh chị đã theo dõi video và xin rất mong được sự ủng hộ của các bác ạ. Em chào các bác.